Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một bức tranh mọi người cũng không thể ngờ tới. Mình cũng chưa kịp nhìn thấy nó cái gì. Wow, một nốt nhạc. Ok, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nốt nhạc này nhé. Nốt nhạc này chúng ta nên tô màu gì cho đẹp nhỉ? Nhiều màu không nghĩ ra. Ok, mình sẽ bắt đầu tô luôn, đỡ mất thời gian mọi người nhé. Và đây là bức tranh thứ 357. Ok. Ok mọi người, tôi sẽ chuẩn bị tắm rồi. Ok, mọi người đợi mình xíu, mình sẽ tô thật đẹp cho mọi người biết nhé. Đầu tiên là sử dụng màu tím. Mình sẽ trên mỹ tô này. Đây là chú chó sau khi mình đã tô được mọi người nha. Rồi thì mình sẽ tô nốt và sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nhé. Một từ xương. Tô bằng hai màu cho mình nha. Mình sẽ tô bằng hai màu cho mình. Nước nhạc này rất là đẹp luôn, nhưng đẹp hơn khi mình tô màu. Đó, hãy tô như mình nhé. Wow, nhìn qua đi người, rất đẹp, mình sẽ tô tiếp nha. Mình sẽ cố gắng tô thật đẹp. Ok mọi người, mình sẽ ok và mọi người tô theo mình đi ạ. Người đợi mình xíu. Ui, 3.200 này. Ê, tự dưng mình sẽ tô đỉnh luôn, một con này là một cái dai. Ô, đăng trên đơn mạng với 3.200 view là xem TikTok, tốt rồi. Ok. Và đó là Ras. Mình sẽ tô đi của con này là một màu hồng nha mọi người. Mời tôi nhanh lên ạ. Mình sẽ cho mọi người xem kết quả bây giờ nhé. Ok. Chào mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi tô xong nha. Mọi người, mọi người. Cho mình tô nhé. Ok, mọi người tô cho mình nhé. Mình sẽ tô xong một cái bức tranh rồi.
Ok. Theo mình ra mặt tiền nhà. Ok, mọi người tôi đến đâu rồi? Mình sẽ xong rồi nhé, và mình sẽ cho mọi người thêm một phút để tô. Ok. Ok. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì sẽ cùng mọi người cho một người máy nha. Đây là một con robot dọn dẹp cho mọi người. Con robot này khá là cứ tay, và bây giờ thì mình sẽ mở cửa tôi nhanh nhất có thể nhé. Ok. Cố gắng nhanh nhất có thể mọi người. Mời ơi. Mình cố gắng nhé. Đó, đẹp đúng không mọi người? Hãy tô theo mình nhé. Đó, mọi người tô đâu rồi? Mình sắp xong nhé. Ok, mọi người tôi nghe như nào? Tốt rồi.